Hello anh em, mình là Maru, Maru đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của 3 sao Team TV. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái máy chơi game phải nói là cực kỳ huyền thoại luôn, siêu huyền thoại luôn. Ai cũng biết, nhà nhà cũng biết, mà đến cả gọi là những người thế như mình nhắc cái tên nó cũng biết rồi. Gọi là một trong những máy chơi game gọi là không thể đi đâu được. Mà mình phải nói gọi là xét về những cái thời mà năm 2004, 2005 thì thời đấy chiếc máy đấy cực kỳ thịnh hành luôn. Và lúc đấy là khi mà mình thời như thế, lúc đấy mình chỉ còn là một học sinh cấp 1 thôi. Mình nhớ một lần mà mình từng đến nhà cậu chơi và mình thấy là kiểu con nhà cậu có chiếc máy đấy là mình gọi là thèm ao ước 30 năm. Cho nên khi mà bây giờ thì mình làm collector rồi, mình vẫn sở hữu cho mình chiếc máy đấy. Thì mình cũng không lằng nhằng nữa. Đấy anh em, thì xin tiếp. Đây chính là chiếc máy PS2, trong chiếc máy gọi là chơi game huyền thoại của mình. Thì ở trên tay của mình đây thì đang là dòng PS2 Slim, là một trong những dòng PS2 nhỏ gọn hơn so với dòng PS2 Fat nhé, dòng PS2 to do kỉnh cảng. Nhưng mà điểm yếu, điểm mạnh và cấu hình ra sao và mọi thứ như nào thì anh em sẽ cùng mình tiếp đến nhé trong phần tiếp theo. Ok, như anh em đã biết là dòng chiếc máy PS2 của chúng ta thì phải nói là dòng máy chơi game phải nói là đồ họa mạnh nhất thời điểm bấy giờ vào những năm 2000. Phải nói là cái hành trình gian nan của anh bạn già này phải nói là khá là hay. Câu chuyện thì nó lại bắt đầu từ cái thời của chiếc máy Dreamcast cơ. Chiếc máy Dreamcast thì là một trong những chiếc máy gia hài của Sega, mình sẽ giới thiệu cho anh em ở các tập sau. Thì chiếc máy Dreamcast là một trong những chiếc máy đi đầu với cái hệ máy chơi game 128 bit. Và chính vì vậy mà Sony lúc này mới cạnh tranh chỉ đúng đi sau Dreamcast 2 năm thôi. Thì đúng ngày 4 tháng 3 năm 2000 là phát hành chiếc PS2, chính là anh bạn nhỏ này. Nhưng mà không phải anh bạn nhỏ này đâu, mà là anh bạn to xác hơn cơ, chính là anh bạn Fat. Chiếc máy có chip Emotion xung nhịp với tốc độ là 250 MHz. Và phải nói là cao hơn rất là nhiều so với chiếc Dreamcast vào thời điểm đấy. Và đặc biệt là RAM của chiếc PS2, RAM của chính con này phải nói là vượt trội hơn hẳn so với chiếc Dreamcast đấy. Và anh em biết không, chiếc máy PS2 này anh em có thể nghĩ là đồ họa nó mượt, đồ họa nó đẹp, chứ rất hay. Nhưng mà mình tiết lộ với thực sự với anh em là RAM con này chỉ có 32MB thôi. Và anh em tưởng tượng là một cái thứ gì đó mà chạy RAM 32MB thì đến bây giờ có khi mà chạy một điện thoại cũng không chạy nổi hệ điều hành cơ. Nhưng mà thời đấy với RAM 32MB như vậy mà với chip xung nhịp 2.99 Emotion, đồ họa Reality Sinzai và chip xử lý đồ họa của Sony đó, thì với những cái cấu hình như vậy phải nói là khủng nhất tới bây giờ. Và trong suốt cái thời của PS2 đó thì đối thủ cạnh tranh của nó không ai khác chính là Xbox, một kẻ thế chân Sega Dreamcast sau này vào năm 2001. Và đặc biệt hơn là còn thêm cả một kẻ thù gọi là từ rất là lâu rồi, kẻ thù truyền kiếp trước cả Xbox cơ, đó chính là Nintendo. Thì Nintendo chứ là Nintendo GameCube đây anh em. Thì chiếc PS2 này thì có cái đặc điểm thứ hai. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét đến với... Có vẻ anh muốn tiết lộ với anh em cái gì về GameCube sắp tới đây không? Ok, nhắc đến GameCube mình muốn xin nói luôn. Đó là khoảng tháng sau thì bọn mình sẽ tổ chức một event đặc biệt chào đón thành viên mới về. Đó là Nintendo GameCube. Và lúc này thì mình chưa tiết lộ gì anh em. Có thể anh em biết GameCube nó là gì, GameCube như nào, có thể anh em biết là nó như nào rồi, nhưng mà có những anh em chưa biết, tại vì GameCube là một trong những gọi là một thứ vật rất quan trọng của Nintendo thời đấy, mặc dù tuy là một sản phẩm thất bại thôi, nhưng mà phải nói là GameCube là một trong những phải gọi là thứ rất là hay. Rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em ở tập đấy. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại PS2 đã. Ok, thì PS2 của chúng ta có một ổ cứng 40GB ở đây thì gần như máy nào cũng có, kể cả Fast hay Slim, tất cả đều có tích hợp cho mình ổ cứng 40GB. Thường thì những ai mà thường gọi là thích chơi game hack ấy, thường thì anh em sẽ hay chọn dòng Fast hơn, vì Fast thì nó sẽ to hơn và nó sẽ có cái ổ cứng tốt hơn, có thể thay thế ổ cứng
Còn dòng Slim này thì phải nói thật là nó chơi đĩa là chính, nhưng mà phải nói là chơi nó sẽ đôi khi ở nó sẽ làm tổn hại nhiều đến mắt đọc, cho nên là dòng Slim đôi khi nó tốn hơn là dòng Fat. Còn dòng Fat thì nó được cái là nó rất cồng kềnh và cái chip của nó bộ xử lý nó không được tốt như dòng Slim được. Thì mình cũng xin kể luôn một chút về lịch sử của nó. Đó chính là vào năm 2000, khi mà cái mẫu Fat, đó là mẫu đầu tiên được ra mắt, thì lúc đấy toàn thế giới rất phải nói là cực kỳ bất ngờ với một chiếc máy với cấu hình mạnh như vậy. Nói thật với anh em, và lúc đấy và công nghệ tương lai của game lúc đó chính là DVD-ROM, chính là định dạng DVD-ROM, và cũng chính là những cái đĩa mà anh em hay chơi các hệ máy chơi game sau này, và kể cả những đĩa anh em chơi cài đặt trên PC cũng là DVD-ROM. Tại sao Sony họ lại có thể nghĩ ra được như vậy? Tại vì họ nhìn từ bài học của chiếc máy Dreamcast. Và cái thời điểm khi mà trước khi PS2 ra đời ấy, thì Dreamcast đã ra mắt, phải gọi là Sega làm rất là tốt. Nhưng mà Sega họ đã có một cái điểm yếu, đó chính là thứ nhất về phần đĩa, bút đĩa của họ rất dễ bị hack. Thứ hai là cái định dạng đĩa tương lai của họ đã chọn nhầm, khi mà họ chọn một cái đĩa CD-ROM, một cái thể loại nó CD không ra CD và DVD không ra DVD, nó là một cái thể loại nó gọi là rất là tạp nham. Nó là cái dung lượng đĩa nó chỉ có 1,2GB thôi, và chỉ có độc quyền Sega phát hành, hợp tác với Yamaha. Và PS2 thì họ lại đi theo hướng khác, và họ thấy được tiềm năng rất lớn của đĩa DVD. Và thời điểm đó anh em có thể tưởng tượng là đĩa DVD thời điểm đó với dung lượng là 4,7GB, so với một chiếc máy Dreamcast chạy được đĩa CD-ROM với dung lượng 1,2GB, thì mình hỏi thật anh em là chiếc đĩa nào dung lượng lớn hơn? DVD đúng không? Chính xác là DVD. Và trong suốt cái thời kỳ đó, PS2 họ phải nói là họ làm công tác truyền thông rất tốt, cho nên là PS2 giữ vị trí độc tôn và hơn 150 triệu máy đã được bán ra trên toàn thế giới tính đến năm 2013. Ok, và đó là một chút câu chuyện về lịch sử của chiếc máy PS2. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần cấu tạo của nó. Thì chiếc PS2 của chúng ta, đặc biệt là trên tay của mình đây là máy Slim, thì cấu tạo của nó thì cũng không khó là phức tạp. Thì chiếc PS2 Slim này thì bao gồm hai ổ phần cắm thẻ nhớ memory card. Những cái chiếc memory card này có thể lên đến 8MB, 16MB, 64MB tùy loại anh em để chọn và mua để save game. Hai cái cổng này là hai cổng để cắm chiếc tay cầm. Đây là một trong những gọi là chiếc tay cầm gọi là thế cuối cùng của cái thể loại tay cầm dây rồi. Còn từ PS3 trở đi thì họ sử dụng tay cầm không dây, và cũng có tay cầm dây nhưng mà dây sẽ nhỏ hơn, không to nữa. Tiếp đến là hai cổng USB 2.0. Hai cổng này thì thường thì nếu như anh em mà chơi hack ổ cứng ý, thì anh em phải cắm qua USB vào cổng này, hoặc anh em phải cóp trực tiếp ổ cứng để chơi. Nhưng mà thường thì ở trong máy gốc thì hai cổng USB này cái chức năng chính của nó cũng chỉ là để cắm chơi thảm nhảy và một số thiết bị ngoại vi khác. Ví dụ chơi những trò chơi nhảy như Dance Evolution, hay là một trong những trò chơi ví dụ như là sử dụng iToy, một trong những gọi là máy chơi game, gọi nó không phải là máy chơi game mà nó là một cái thiết bị chơi cảm biến. Nó như một cái webcam vậy anh em. Đây là một nút nguồn. Nếu như ở phiên bản Fast, ở PS2 Fast thì chiếc nút này nó sẽ chia thành hai nút riêng, đó là nút bật tắt và nút restart. Nhưng ở trong phiên bản của Slim thì bật tắt và restart thì nó gần như hợp lại là một, và anh em có thể chỉ cần bật lên thì nó sẽ bật, và giữ thì nó sẽ tắt, hoặc không bấm lại lần nữa nó sẽ restart. Đấy. Tiếp đến là phần thân máy. Anh em có thể thấy là chiếc PS2 Slim của mình có một cái nút nắp bật lên, nó khá là khác so với chiếc PS2 Fat. Nếu anh em để ý là cái mẫu chiếc PS2 Fat của chúng ta thì nó giống như một cái đầu đĩa từ thời thập niên 2000 vậy, nó cứ mở ra xong cho đĩa xong ấn đóng vào. Thì cái PS2 Fat nó phải nói là cái hình tượng nó rất là cồng kềnh rồi, và cái phần mở đĩa thì cái vỏ nắp để đựng đĩa, hộp đĩa để đóng đĩa ra, đóng đĩa vào, thì cái khay đĩa đó thì nó còn là gọi là cồng kềnh hơn. Thì khi mà ở cái phiên bản Slim này thì nó được sửa đổi đi rất là nhiều. Anh em thấy là anh em chỉ cần mở lên, sau cho đĩa vào, và sau đó đóng đĩa lại và restart lại là sẽ đọc.
sẽ đọc đĩa thôi, đơn giản thôi. Thì trong này thì có gồm có phần mắt đọc và một cái phần cảnh báo, đó là không được chạm vào len. Thì tại sao lại có những cái cảnh báo không chạm vào len như thế này, ghi bằng cả tiếng Nhật và cả tiếng Pháp luôn. Đó là tại Pháp. vì xin nói À, với anh em đó đọc được là tiếng Pháp đấy. nope. Em đọc tiếng Đó, Pháp. xin nói với anh em luôn, đó là từ cái thời xưa ấy thì PS2 hay PS1 cũng vậy, họ cũng đều để một cái mắt đọc trần, có nghĩa là mắt đọc lộ thiên ra ngoài. Cho nên là rất là nhiều người chơi từ ngày xưa họ họ không biết cách lấy đĩa ra, cho nên là rất hay để bị cái tình trạng gọi là đĩa cào vào cái mắt đọc, và cuối cùng là gây ra thiệt hại là mắt đọc đi học và phải đi sửa mắt đọc, rất là, đi thay mắt đọc luôn, rất là tốn kém. Ok, thì đó là cái câu chuyện của PS2 với cái hình như vậy, phải nói là khá là bất lợi cho những ai mà nếu như không biết sử dụng cái chiếc đĩa bỏ ra thật cẩn thận như này. Ok, tiếp theo đó là những cái họa tiết ở trên này. Chúng ta có thể thấy là họa tiết của PS2 phải nói là cực kỳ, gọi là nó mang cái hình dáng rất là có gì đó hiện đại đến tận bây giờ. Mà anh em tưởng tượng không, từ thời năm 2004 rồi mà chiếc PS2 mà vẫn mang một cái hình dáng gì nó hiện đại, nó rất là kiểu nó cái logo rất là vuông, nó giống như kiểu biểu tượng của PSP vậy. Tiếp theo là cái định dạng mà nó phải đọc được, thì mình xin nói luôn là PS2 thì ngoài chiếc đĩa nó có thể đọc được DVD-R ra thì nó có thể đọc được DVD 9. Nếu mà anh em mà cóp những tựa game nặng hơn, ví dụ như là God of War chẳng hạn, một số tựa game sử dụng đĩa DVD 9 như God of War, thì đây là những cái định dạng này đọc được. Ví dụ như là Compact Disc, CD, âm thanh đi Dolby Digital, giải tần số DTS, nghĩa là nó có thể S video đó, DVD video và DVD room. Đấy, nghe là đi nghe là cả đĩa game và cả đĩa phim nó có thể đọc được. Tiếp theo đấy là phần mặt sau của chiếc PS2 này của chúng ta. Thì chúng ta để thấy là có PS2, mặt sau của PS2 này có đến 4 cái cổng. Trước hết là cổng nguồn, đây là cổng AC in. Thường thì loại cổng AC in này thì nó sẽ rơi tầm 220V. Vì là cái loại của mình mua thì nó là loại xuất đi châu Á, cho nên nó sẽ là 220V. Nếu anh em mua loại của Nhật thì anh em nên cực kỳ cẩn thận, vì anh em nên mót nguồn lại, nếu không thì nó sẽ gây ra hiện tượng vậy là không không đáng mong muốn đâu. Thứ hai là cái cổng AV mót out. Đây là cổng xuất của cái AV, nghĩa là cổng xuất ra ngoài, và dây định dạng thời xưa như mình đã nói đó là đỏ, trắng và xanh, định dạng AV thôi, cổng AV thôi. Không có component, nếu anh em sử dụng component vào trong TV thì màu nó sẽ bị phai nhá. Đây chính là định dạng của ngày xưa này, y hệt như là con Nintendo 64 mà mình đã giới thiệu. Tiếp đến nó là cổng S-Video. Cổng S-Video này nó là một cái cổng xuất ra để cho âm thanh tốt hơn, chân thực hơn, và nghe về loại nghe nhìn và hình ảnh sẽ tốt hơn. Vậy là cổng S-Video này thì thường anh em sẽ phải thiết kế và mua một cái cổng cáp S-Video này để anh em này đó, cắm vào thì anh nghe, thì nó sẽ hỗ trợ cái băng tần DTS. Tiếp đó là cái cổng mạng. Cổng mạng đây là cổng network. Cổng network này thì cho phép anh em để chơi một số tựa game online. Một số tựa game sẽ phát, thì cái PS2 này của chúng ta có thể chơi được online nha anh em. Một số tựa game có thể cho online, ví dụ như là Star Wars, hay là một số tựa game chơi online khác, ví dụ như NBA 2K8, NBA 2K11. Một trong những cái tựa game đấy phải nói gọi là chơi online rất là hay, và đặc biệt là có thể chơi mạng LAN luôn nếu kết nối với nhau. Nhưng mà thường thì nếu anh em chơi online thì mình khuyên là anh em nên sử dụng đĩa thật nhé, còn nếu mà dùng đĩa đúc thì sẽ không thể chơi được đâu, nó sẽ bảo bảo mật rất là nghiêm ngặt. Ok, và đây là tổng quan của chiếc PS2. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những thiết bị khác. Ok, và ở trên bàn mình đây, trên bàn mình đây thì gồm có các thiết bị, đó chính là thẻ nhớ. Đây là thẻ nhớ memory card, thẻ nhớ 8 MB. Mình thì thường thì mình chơi game rất là nhiều, cho nên mình cần lưu trữ nhiều hơn. Thì ba cái thẻ của mình là ba thẻ 8 MB. Nếu mà anh em muốn lưu một cái thẻ, hoặc anh em có thể mua một cái thẻ dung lượng lớn hơn thì mình khuyên là anh em nên mua loại 64 MB, hoặc anh em có thể mua loại 32 nếu mà anh em nào mà thích gọi là lưu thật nhiều game nhưng mà chỉ giới hạn hai cái, thì mình khuyên là anh em nên mua hai loại 64 MB, là hai loại cao nhất, anh em có thể lưu xếp cả đống game luôn, rất nhiều slot trong này. Ok, tiếp đến là hai chiếc tay cầm. Đây là hai chiếc tay cầm PS2, nhưng đây không phải là tay nguyên mẫu, và đây cũng chỉ tay fake thôi. Nhưng mà PS2 ở đây thì phải nói thật là PS2 của chúng ta nhận được rất là nhiều tay,
Ví dụ như anh em có thể mua tay gốc lắp vào đây, lắp đặt vào đây, chơi rất bình thường, rất ok. Và tay fake như này, 150 như này, lắp vào đây chơi cũng rất là ok. Nhưng mà mình nên khuyên anh em nên mua tay gốc, và bản thân mình cũng muốn mua tay gốc và cũng sẽ mua tay gốc thôi. Đó là do nhu cầu thôi. Thì ở cái tai PS2 ấy, thì cái cơ bản đặc điểm của nó cũng cũng rất là đơn giản và cơ bản, cũng không có gì phức tạp cả. Thì mình sẽ đây đây là một cái nguyên mẫu của tai PS2 này. Đây mình sẽ để cái sử dụng cái tai tai này cho nó rõ ràng hơn một chút. Cho đấy chơi mờ rồi. Cái đó thì nó hơi mờ một chút thì có thể anh em sẽ không nhận rõ lắm lắm. Cái đấy Maru mua mấy năm rồi? Hai. Cũng ở khoảng vài năm rồi. Cái Thì này mới đây mua là này. chiếc tay cầm PS2. Đây là gọi là mình gọi là sơ sơ một chút thôi nhá, chứ cũng không phải là tay gốc đâu. Nếu mà tay gốc thì nó sẽ khác đấy. Trước hết là nếu mà về logo, nếu như anh em mà mua tay gốc thì anh em nên để ý là Sorry. đừng bao giờ mua cái tay nào có hiện chữ PS2 này. Anh em nên mua cái tay mà nó hiện chữ Sony, biểu tượng Sony ở đây, và PlayStation, biểu tượng PlayStation ở đây luôn. Đấy Ở chính là dưới. tay gốc. Chính là tay gốc. Về thứ hai, các tay của PS2 đều có đặc điểm chung hay các dòng PlayStation khác từ dòng PS3 đổi về trước thì sẽ đều có cái điểm đặc đặc chung như này. Thứ nhất, tay sẽ đều màu đen. Thứ hai, X vuông tam giác O, chắc anh em biết rồi. D-pad LR, L3, Analog. R3, analog. Analog này chỉ sử dụng khi anh em, ví dụ như là anh em có thể muốn chơi một số tựa game đánh nhau như Tekken 5 thì anh em phải tắt analog để đi để không sử dụng hai hai cái này. Đấy. Phím select, phím start, R1, R2, L1 và L2, bốn phím call, trigger. Ok. Đó là cái rất là cơ bản của PS2. Và thứ hai nó là cái đầu cắm. Cái đầu cắm của chiếc PS2 nó là đầu cắm định dạng như này, do to tổ bố ăn mày như này. Thì cái này là chỉ sử dụng để cắm vào, và anh em mình khuyên anh em nên mua tay thật. Vì tay tay thật thì thứ nhất là nó vệ sinh sẽ tốt hơn, và thứ hai là nó sẽ bền hơn. Còn nếu anh em mua tay tay fake thì một thời gian sau nó sẽ hỏng một số Đây, phím. thời gian đây. Ê. Và chỉ là một thời gian sau nó sẽ này. Sao còn phím tam giác không dùng nhiều, đúng không? Có một Tam giác. số kiểu bấm nó sẽ bị phai cái nút đi ấy. Và loại. Ok, thì tiếp theo là cái dây AV. Như mình đã nói là dây AV thì là dây chuẩn thời xưa, chuẩn những năm 2000 thì họ vẫn sử dụng cái loại mà đỏ, trắng và vàng. Đây là một trong những loại dây AV rất là cơ bản thời đấy, cái đầu đĩa VCD, đầu DVD thế hệ đầu cũng sử dụng cái này, cho nên là không có lạ gì cả. Và đây là cái đầu cắm của nó luôn đấy. Đầu cắm với hiển thị chữ Sony luôn. Tiếp theo đó là cái phần dây nguồn. Dây nguồn thì chúng ta sẽ có thể mua ở ngoài thị trường. Bây giờ thì trên thị trường những cái mà cửa hàng shop chuyên bán máy game thì bán rất là nhiều dây nguồn cho PS2, và nó cũng rất là thông dụng. Dây nguồn của nó là dây nguồn như thế này, có hai cái đầu lỗ như đây để có thể cắm vào cái đầu nguồn đằng sau đây. Đấy, thì cái dây nguồn nó cũng khá đơn giản thôi, anh em thể mua về cũng rất là đơn giản. Chiếc PS2 của mình thì nó là cái dòng bên China, nhưng mà nó là thuộc dòng gọi là dòng đem đi xuất. Mình phải nói là mình thật là may mắn, nói thật mình rất là may mắn khi mà sở hữu chiếc máy này, tại vì cái thời điểm đó em họ mình không hiểu thế nào mà nó có được chiếc máy này luôn. Đổi một chiếc Lego anh em thử tưởng không, đổi một chiếc Lego mà lấy được chiếc máy đó, và sau đó cho mình mượn, và cuối cùng cho mình hẳn luôn. Và từ đấy là nó thành một kỷ niệm mình không giờ quên. Mặc dù mình sở hữu chiếc máy này phải nói là lâu lâu nhất trong tất cả những chiếc máy chơi game mà mình đã sở hữu. Lâu nhất luôn, mình Sáu sở năm hữu à? chiếc máy này từ năm 2012, và tính đến Ở bây từ giờ đã năm là 6 năm rồi. năm Hơn đấy, hơn hơn 6 năm năm rồi. đấy em lớp 2 à? Hay lớp 3 nhỉ? 2012, hai năm Em đấy lớp em như vẫn đang còn tiểu học. Thì như ừ vẫn còn rồi. tiểu học. Ừ. Chiếc máy Mà này phải xong nói rồi là bọn cái em rất đến. thích sang nhà anh chơi. Đúng, cũng là một phần kỷ niệm, nó cũng là kỷ niệm tuổi thơ 3 năm rồi. Rất nhiều năm với bọn mình rồi. Cả nhóm bọn mình luôn, Và cả ai cũng tivi biết màn chiếc hình máy này. lồi Đúng, và cái thời nha tivi mà lồi nữa. Mà đặc biệt hơn là cái date của cái con này sản xuất cũng rất khá lâu, anh em phải để ý là đây nó ghi là năm 2008. anh nữa. 2008, đây Men bé. 2008. Alright sir. Đấy, anh em để ý là cái date của con này sản xuất là từ năm 2008 cơ. Từ rất là Em lâu không rồi. focus được. À đây 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 Vậy focus là được. cực cực kỳ À lâu luôn. 2018 đây ok. Cơ Chính được. xác ấy, đây chính là 2008 đấy. Date đã khá lâu rồi nhỉ? Ensuda này.
lâu vãi. Và đặc biệt hơn là chúng ta sau khi sản xuất cái này 4 năm là anh còn nó. Thứ hai anh có nó từ một người bạn đó mà. Ừ. Phải nói là cũng khá lâu rồi, cho nên là một trong những chiếc máy gọi là đem lại rất nhiều kỷ niệm cho mình. Ok, tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ đến phần setup. Bắt đầu rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần setup. Với phần setup thì với con này thì cũng khá là đơn giản và cực kỳ dễ cho tất cả các phần máy chơi game. Thì trước hết là chúng ta sẽ cắm về cái phần dây AV trước. Đây là cái phần đầu dây AV của nó và chúng ta nên cắm vào cái phần này. Đấy, rất là dễ. Ok. Thì chiếc VR của mình đã thiết kế vào một cái chỗ để ở đây rồi, cho nên là nó cũng gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ok, đây là ba đầu dây của nó. Anh em phải để ý là ba đầu dây đây. Mình sẽ móc nối qua đây ở phần đằng sau TV, là mình lúc này mình sẽ cắm vào cho anh em luôn. Em vừa rồi em đang nhìn. À, em nhìn thấy rồi. Anh em cũng nhìn thấy. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ba cái đầu dây này ra để cắm vào. Sẽ lấy tạm một tí rồi. Ok. Yes. Và bây giờ mình đã luồn xong cái dây này vào. Đã xong một cái đầu dây thì anh em để ý là đây là ba cái đầu dây mình cắm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào cái ổ ba dây như là trước mình cắm con Nintendo 64. Okay, em không cần cho anh em xem cái này. Tiếp đi. Tiếp theo đấy đó chính là ổ nguồn. Đây là nguồn 220V. Cho nên là anh em cắm lắp đặt thì cũng càng dễ nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm vào cái phần nguồn ở phía bên này. Đây là phần nguồn ở đây. Ok. Đây là phần nguồn ở đây. Ta sẽ cắm vào đây. Thì chúng ta sẽ cắm điện sau nhé. Ok. Hiện tại chúng ta đã gần hoàn thành chiếc máy rồi. Tiếp theo đó là hai tay cầm. Hai tay cầm thì chúng ta sẽ cắm ở phần dưới. Chúng ta để ở đây là có bốn cái cổng ở đây thì anh em nhớ cắm ở hai phần dưới nhé. Nếu như những anh em nào mà chưa biết một tí gì về kiến thức về chiếc máy game console và đặc biệt là cũng chưa tiếp xúc với máy chơi game này bao giờ thì mình sẽ chỉ luôn. Thì anh em sẽ cắm hai phần tay ở dưới này. Cực kỳ đơn giản luôn. Và cắm phải nói là rất là vừa. Đấy. Một cái. Đây là cái thứ hai. Đây là cái tay cầm thứ hai. Ok. Sẽ tạm thời để cho mình một chút để có chỗ để cắm. Tiếp theo là cái phần tay cầm thứ hai, chúng ta sẽ cắm vào phần bên này. Đây là phần ổ dưới của nó. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong cả hai chiếc tay cầm. Tiếp đến là phần memory card, đó là phần thẻ nhớ. Phần thẻ nhớ ở đây thì ví dụ như anh em mà muốn lưu một tựa game nào đấy mà anh em kiểu cực kỳ thực sự thích và thực sự muốn lưu riêng thì anh em có thể sử dụng thẻ nhớ đấy. Và đương nhiên rồi, rất dễ cắm, anh em chỉ việc cắm một hoặc hai slot, một và hai xong. Ví dụ như anh em mà muốn chơi một tựa game nào đấy mà anh em đã lưu vào một thẻ khác thì anh em phải rút ra và lắp vào thôi là xong. Chết tùy từng game, có những game nó sẽ tự động kiểm tra thẻ nhớ. Alright, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào và thử nghiệm thôi, xem bên trong chiếc máy này của chúng ta có gì. Ok, mình đang bật chiếc máy này lên rồi. Ok, mình sẽ bật lên em xem. Và đây là cái màn hình được hiển thị lên từ chiếc PS2 của mình. Thì ở trong chiếc PS2 này của chúng ta gồm có những cái hai phần, phần browser và phần system configuration. Phần browser này là phần gì? Phần browser này chính là phần mà anh em đã lưu trong này hoặc xuất hiện đĩa CD nếu anh em đút vào đây. Đây là những cái phần mà anh em có thể là đã lưu ở những cái dữ liệu mà những game mà anh em đã save. Ở đây thì mình chơi khá nhiều game, cho nên là cũng phải nói là save rất là nhiều. Trời. Rất là nhiều luôn. Ok. Tiếp theo là phần system configuration. Phần system configuration này thì
nó là một cái phần cài đặt rất là cơ bản. Anh em có thể cài đặt chỉnh sửa giờ, anh em chỉnh sang giờ mùa hè hoặc giờ mùa đông đấy. Anh em có thể chỉnh sửa đầu ra digital, chỉnh sửa đầu component ra, chỉnh sửa chức năng của cái control và chỉnh sửa ngôn ngữ, chỉnh sửa múi giờ. Ok, rất đơn giản. Tiếp theo là phần version. Phần version thì máy của mình nó là đang thuộc phiên bản DB Player phiên bản 3.11G, là một trong những phiên bản gọi là nhạy nhất về đĩa DVD, cũng như có thể đọc được đĩa DVD rất thuần thạo, nó không bị vấp, nó không bị xước như các phiên bản đời phép trước. Và thứ hai là con PS2 này của mình thì mình có thể chỉnh sửa cái diagnosis, nó như kiểu gọi là cái nhận dạng đĩa hay là cái phân vùng gì đó. Tiếp theo là cái phần PlayStation Driver, mình có thể chỉnh sửa cái tốc độ đọc đọc đĩa đấy, nhanh hoặc chậm đấy. Đây là cái ổ đĩa driver của mình, là ổ đĩa 2.0, phiên bản 2.0. Còn thường là các phiên bản fat thì nó sẽ thường rơi tầm 1 chấm, nên nó sẽ không tốt được bằng so với phiên bản slim. Ok, và đó là tất tần tật về chiếc máy chơi game PS2, và một trong những gọi là máy chơi game huyền thoại đem lại cực kỳ nhiều cảm xúc và cái kỷ niệm của mình nhất luôn. Và cảm ơn anh em đã xem, nhớ like and subscribe, và đừng quên chia sẻ kênh của mình nhé, và các kênh thành viên. Ok, bye 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 bye.